Tối ngày 7 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức khai trương cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng và chương trình nghệ thuật Hành trình mở lối. Đại tướng Phạm Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự chương trình. Tham dự chương trình có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tham dự chương trình còn có Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo ban bộ ngành, lãnh đạo cơ quan đơn vị trong quân đội. Tại chương trình, các đồng chí đại biểu đã bấm nút khai trương cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng. Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong Bộ Quốc phòng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, giúp lực lượng thực thi pháp luật tra cứu nhanh các thông tin văn bản cũng như tài liệu về công tác xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình vi phạm pháp luật của các đối tượng. Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, pháp luật về quân sự quốc phòng là một bộ phận quan trọng của hệ thống pháp luật quốc gia, là công cụ pháp lý để thực hiện quản lý nhà nước về quân sự quốc phòng. Mỗi một văn bản pháp luật về quân sự quốc phòng được ban hành đã mở ra hành lang pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ 10 lời thề của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đến nay, luôn có sự đồng hành của hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quân sự quốc phòng. Thượng tướng Võ Minh Lương cho rằng, khai trương cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và chương trình nghệ thuật Hành trình mở lối là dịp để nhìn lại những nỗ lực của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng thể chế về quân sự quốc phòng. Những thành quả đó đã tác động đến thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, nhận rõ những đòi hỏi cấp thiết của việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quân sự quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chương trình khai trương cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và chương trình nghệ thuật Hành trình mở lối là một trong những hoạt động thiết thực của Bộ Quốc phòng chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024.